Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ chia sẻ tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm viên an cung ngư hoàng hoàn cơm chia hoan đến từ Hàn Quốc Trong việc là hỗ trợ điều trị căn bệnh rối loạn tiền đình Thưa các bạn, nếu như bạn đã từng hay là đang gặp phải căn bệnh rối loạn tiền đình Hẳn bạn sẽ thấy sự khó chịu mà căn bệnh này mang lại đúng không ạ? Và tất nhiên căn bệnh rối loạn tiền đình này trong thời gian đầu mới khởi phát thì nó sẽ chưa có sự ảnh hưởng nguy hiểm gì đến tính mạng hay cơ thể của chúng ta. Nó chỉ ảnh hưởng đến trực tiếp đến cuộc sống cũng như là sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên nếu như bạn không chữa trị kịp thời thì nó có thể để lâu dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp và thậm chí là gây nguy hiểm đến tính mạng. Đây là một trong những căn bệnh đơn giản. Tuy nhiên, nếu không điều trị ngay lập tức, sẽ làm tê liệt hoàn toàn các hoạt động của cơ thể, không chỉ quấy dày cuộc sống của người bệnh mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Với những người mắc rối loạn tiền đình, người sẽ phải chịu những hậu quả cũng như là triệu chứng như đầu óc quay cuồng, chóng mặt, buồn nôn, mất ngủ, cơ thể xanh xao, u tai, mất thính lực, đi đứng không vững, dễ ngất hoặc mất ý thức. Và những triệu chứng này có thể xảy ra trong một thời gian ngắn lại hết. Tuy nhiên, trong một tuần hoặc một ngày, bạn có thể là mắc phải ở những triệu chứng này từ 2 đến 3 lần. Và trong một tuần, Hãy tưởng tượng rằng ngày nào bạn cũng bị hoa mắt, trong mắt, buồn nôn, mệt mỏi thì Kiều anh tin chắc rằng bạn sẽ rất cảm thấy khó chịu, cũng như là sẽ không còn sức lực để tiếp tục những công việc khác. Chính vì vậy, các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã cho ra đời dòng sản phẩm Viên An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Cương Trê Hoan đến từ Hàn Quốc, một trong những dòng sản phẩm đã được chứng minh là có công dụng là điều trị căn bệnh rối loạn tiền đình. An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Cương Trê Hoan là một trong những dòng sản phẩm được điều chế từ các loại nguyên liệu các loại dược liệu vô cùng quý hiếm như cam thảo, bạch chuột, nhân sâm, đương quy hay là vỏ quế, mật ong Hàn Quốc. Và với những loại nguyên liệu như Kiều Anh vừa kể trên, chúng được kiểm soát kỹ càng từ khâu đầu vào để làm sao cho ra đời được dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất như bên cạnh Kiều Anh đây. Và các bạn hãy nhớ nhé, là với dòng sản phẩm An Cung Ngưu Cơm Chia Hoan đến từ Hàn Quốc này thì được thiết kế trong hộp gỗ 60 viên như bên cạnh kiểu anh đây. Và đặc biệt hơn nữa, đó chính là được đựng ở trong miếng ở vải màu đỏ như này để làm tăng lên sự sang trọng cũng như là thanh lịch của dòng sản phẩm. Với An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Cơm Chia Hoan, sau thời gian sử dụng từ 1 cho đến là 2 tháng, bạn sẽ thấy là căn bệnh rối loạn tiền đình của mình sẽ giảm đi đáng kể và nếu như bạn kết hợp tốt chế độ ăn uống tập luyện thể dục thể thao kiều anh tin chắc rằng từ sau đến 1 2 tháng, bạn sẽ không còn thấy ở uh, những triệu chứng của căn bệnh này nữa. Và với dòng sản phẩm này thì do được điều chế ở dạng viên, các bạn hãy nhớ cho Kiều anh đó chính là chúng ta mỗi ngày sử dụng một viên như thế này. Với người lớn và trẻ nhỏ trên 15 tuổi thì mỗi ngày sử dụng một viên như này ạ. Và mỗi lần uống thì hãy nhớ là nhai thật kỹ trước khi nuốt và chúng ta cần phải uống với nước ấm. Tuy nhiên nếu như bạn không thể nhai trực tiếp thì có thể là nghiền ra thành bột, sau đó bạn pha với nước và uống trực tiếp. Và với cách như sử dụng như thế này thì vừa mang lại hiệu quả cao, vừa giúp cho các bạn ở điều trị được căn bệnh rối loạn tiền đình một cách nhanh chóng. Với dòng sản phẩm An Cung ngưu Hoàng Hoàn Cung Chia Hoàn đến từ Hàn Quốc, để mua được dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất, thì các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm An Công Ngưu Hoàng Hoàn Cơm Chê Hoan đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.